Kim BB, phòng chống hâm da hiệu quả, an toàn cho trẻ sơ sinh. Xin chào các bạn. Vừa qua thì Jack đã khiến cho cộng đồng fan đom đóm không ngừng phấn khích khi đăng tải dòng trạng thái hé lộ màn comeback của mình và không để các fan phải chờ quá lâu. Ngay trong tối ngày 19 tháng 12, Jack đã tung ra một đoạn teaser MV hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong sản phẩm comeback lần này. Đặc biệt là giờ công chiếu MV được Jack thông báo cũng khiến cho các fan không khỏi phải thắc mắc là 20 giờ 9 phút ngày 26 tháng 12. Vậy tại sao lại như vậy? Trong đoạn teaser MV dài khoảng 20 giây, mở đầu là hình ảnh một đám người khá hung hãn đòi đốt cháy toàn bộ khu rừng. Ngay sau đó thì Jack đã xuất hiện cùng với ánh mắt phát sáng sắc lẹm khiến cho nhiều người không khỏi lạnh sống lưng. Không biết là liệu lần này Jack sẽ hóa thân vào nhân vật nào trong MV, nhưng giữa khu rừng lửa cháy phập phùng cùng với hình ảnh mắt thần phát sáng, các fan đã không ngại ngần dự đoán anh chính là thần rừng. Đáng chú ý là teaser MV được Jack công bố trong lần trở lại này chưa hề hé lộ tựa đề của ca khúc. Ở tiêu đề teaser MV chỉ được ghi vỏn vẹn dòng chữ New MV. Như vậy, để biết sản phẩm lần này của Jack có tựa đề như thế nào, các fan phải bắt buộc phải chờ đến ngày MV lên sóng. Trước đó thì Jack đã khiến cho cộng đồng mạng vô cùng xôn xao khi bất ngờ đăng tải lên story trang cá nhân hình ảnh giơ ngón tay thối cùng dòng chữ Do not poke me, don't touch my family. Tạm dịch là đừng chọc vào tôi, đừng động vào gia đình của tôi. Ngay lập tức thì hình ảnh này được cộng đồng mạng chia sẻ rần rần trên mạng xã hội. Và dù không biết chuyện gì đang xảy ra và cụ thể caption của Jack đang ám chỉ đến việc gì, nhưng nhiều ý kiến cho rằng nguồn cơn của hành động này bắt đầu từ việc nhiều trang fanpage mới đây đã tung thông tin Jack và Sơn Tùng MTP sẽ chạm trán nhau khi comeback vào tháng 12. Cụ thể là Sơn Tùng MTP trong những ngày vừa qua liên tục tung thính comeback cùng với cô nàng Hải Tú. Còn ngay trong ngày 13 tháng 12, Jack cũng đã đăng tải dòng trạng thái hé lộ sớm tung sản phẩm âm nhạc trong thời gian sắp tới. Việc cả hai nam nghệ sĩ sở hữu một lượng fan vô cùng lớn cùng có màn trở lại vào trong một thời điểm đã khiến cho nhiều người không khỏi quan tâm đến. Đỉnh điểm có thể nói tới là một bài đăng trên một fanpage khi tung ra thông tin Sơn Tùng MTP và Jack sẽ chạm trán nhau trong tháng 12. Bài đăng này đã thu hút hơn 32.000 lượt tương tác và hàng nghìn lượt bình luận. Trong số đó, không khó để nhận thấy đa số bình luận đều đến từ những ý kiến tranh cãi giữa hai fandom Sơn Tùng MTP và Jack. Nếu như những người ủng hộ Sơn Tùng MTP cho rằng Jack không có đẳng cấp và không có cửa để so sánh với Sơn Tùng, thì những người đứng về phía Jack lại khẳng định giờ đây Sơn Tùng đã hết thời. Chính vì việc tranh cãi từ hai bên fandom đã khiến cho nhiều người đặt nghi vấn, hành động của Jack mới đây chính là một cách giăng mặt Sky, fandom của Sơn Tùng MTP. Và để biết thực hư ra sao, chúng ta hãy cùng chờ đón sản phẩm comeback của Jack sẽ được lên sóng vào ngày 26 tháng 12 tới đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại